Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can tạm giam hai người cướp giật túi sách khiến cho một cô gái ngã ra đường và phải vào bệnh viện sơ cứu vết thương. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can tạm giam Lê Quốc Dũng 39 tuổi, ngụ quận nhất và Âu Vương Tài 24 tuổi, ngụ quận nhất về tội cướp giật tài sản Trước đó, 18 giờ ngày 22 tháng 4, một cô gái đang đi xe máy trên đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, thì có hai người đi xe máy áp sát, giật túi sách khiến cô ngã ra đường. Sau đó, hai người này đã tăng ga tẩu thoát. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ kiểm tra vết thương trên người cô gái và báo tin cho lực lượng chức năng. Cô gái được đưa vào bệnh viện sơ cứu vết thương và hiện nay sức khỏe đã ổn định. Đến ngày 24 tháng 4, đội cảnh sát hình sự công an quận 10 đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ hai đối tượng Dũng và Tài. Công an đã thu hồi được chiếc điện thoại và trả lại cho cô gái